Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Dua Sava Top 6 Series, một dòng xe đạp đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng và quen thuộc của Đức. Xe thì được sử dụng full bộ group chuyển động Shimano Soza, đùi đĩa trục rỗng, rồi vành 700C nhôm cao bản. Thì cái thương hiệu Sava này rất là nổi tiếng và quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam cũng như là toàn thế giới, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Xe thì không nhôm và đã được mài đi những mối hàn giả phân carbon cực kỳ là mềm mại, rất là đẹp. Để nhìn xa thì cũng khó có thể phân biệt được là nhôm và carbon. Để mài rất tỉ mỉ. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn, nước sơn nguyên bản. Nước sơn thì còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung rồi. Cực kỳ là mới, giữ cái độ bóng rất là mới, đẹp. Design in Germany đây. Thiết kế theo công nghệ của Đức. Một chiếc Centu Black trong dòng top series của Sava. Được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza, đây là bộ 3000, nó cũng là một cái dòng đời rất là mới, đời mới hiện nay. Sử dụng 9 tầng níp và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Tay lắc này, Soza này. Tất cả những cái chi tiết như là cổ phốt ni lông, cọc yên, rồi yên vẫn giữ được nguyên bản hết các bác nhé. Rồi vành, vành nhôm cơ bản cũng theo xe luôn. Bây giờ đi vòng mặc đạn. Đằng sau cối lổ các bác nhé, đi đằng sau cối lổ. Lốp thì được sử dụng bộ lốp của Michelin, cũng là một cái lốp nhựa lốp đến từ Đức. Và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 54 cm. Xe cũng có size nó rất là lớn, cho các bác đi từ khoảng đất 7-68 đến khoảng 77-78 thì phù hợp. Một bộ Shimano Soza 9 níp 2 đĩa cho 18 các bộ khác nhau. Và chiếc xe đang có giá bán với em là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.